Thưa khán giả, chỉ mới 6 tuổi nhưng một bé trai ở xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đã có thể sử dụng được thành thạo đờn gáo và đờn cò. Điều đáng ngạc nhiên, cả hai loại đàn này bé Gia Bảo học thuần thục trong vòng 2 năm. Cậu bé này đang học lớp 1, trường tiểu học Minh Diệu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. 2 năm trước, em được gia đình đưa đến thầy đờn tranh để học. Sau một hồi tìm nốt nhạc và nghe thầy đờn, Gia Bảo có thể đờn lại bài Lý Con Sáo một cách ngon lành. Có cha và ông nội theo dòng nhạc lễ nên bé đã sớm tiếp cận với âm nhạc. Mê đàn cò nên bé đã tự học loại nhạc cụ này. Đến nay, bé đã 2 lần tham gia liên quan đợt ca tài tử của tỉnh và khu vực. Em được đánh giá khá cao khi thể hiện một giọng ca chắc nhịp. Cha của Gia Bảo cho biết anh sẽ định hướng và phát huy khả năng chơi nhạc cụ cũng như sở trường ca hát của con. Thậm chí gia đình sẽ tìm trường cho bé được học hành bài bản.